Con chào mẹ ông ấy đi học về. Rửa chân tay đi rồi ăn cơm qua. Ui, hôm nay mày nấu toàn món ngon thế. Shhh, bé cái mồm thôi, hôm nay mới Nhật qua ăn bây giờ. Nhưng mà chú đến rồi à? Chào cô. Nhật với Nam mà. Vào nhà cô chơi thì thể ăn cơm cùng luôn. Dạ thôi ạ, bạn cháu ngồi đây đợi mây. Bố mẹ cháu dặn cháu là không được ăn cơm ở nhà người khác ạ. Bố mẹ dặn cháu đúng rồi đấy. Thế thôi ngồi chơi nhá, cô ăn cơm đây. Này, sáng cậu ăn cái gì chưa? Tớ đã ăn gì đâu, đói quá à. Giờ vẫn chưa đã ăn gì à, đói. Hai đứa đói à? Thế thôi vào đây ăn cơm. Ơ đâu à? Con cháu có đói đâu. Hàng xóm rồi, hàng xóm rồi. Ừ thế thôi cô ăn tiếp đây. Nhật ơi, nhà cậu đang ăn cơm ấy, mà có khách vào ấy. Thế nhà cậu có mời khách vào ăn cơm không? Có chứ, thêm bát thêm đũa được mà. Ừ, nhà tôi cũng thế. Tức là có nhà mời, có nhà không mà. Cô trẻ chọc mời hai đứa vào ăn cơm cùng với cô. Chúng cháu cảm ơn ạ. Cô đã có làm gì bọn cháu có cái đói. Đây, cháu trẻ chọc mời cô ăn miếng đầu tiên ạ. Ừ, hai đứa ngoan quá. Bọn mình ăn đi. Cô nấu cơm ngon quá, bọn cháu ăn hết luôn rồi. Chết hết rồi thì dọn thôi. À mấy ông, chắc chiều tôi không đi được đâu, tôi phải đi mua đồ với mẹ rồi. À cháu xin phép cô, cháu phải về nhà đi du lịch với gia đình, không là không kịp. Từ từ đã, cô sẽ bắt bố mẹ hai đứa là bài kiểm tra điểm không vừa rồi, mày nói hết với cô rồi. Cháu trịnh trọng mời cô lên nghỉ ngơi để đó cháu làm hết cho. Mẹ cậu nhiều bắt đũa thế. Một tí bắt đũa mà. Thôi rửa xong đi rồi lên trên kia chơi chơi thử thách với tớ. Nào hôm nay tớ dẫn các cậu đến đây sẽ chơi một trò chơi thử, một thử thách cực kỳ mới lạ luôn. Đó chính là thử thách ăn theo các bộ phận của đồ ăn nha. Thì ba bộ phận đó. Và đương nhiên là trước mỗi vòng thử thách sẽ có một trò chơi nho nhỏ để tìm ra người chiến thắng. Và người chiến thắng sẽ được chọn con số nha các bạn. Thấy chưa? Nào mọi người sẵn sàng để tham gia thử thách chưa? Sẵn sàng rồi. Chơi rồi. Trò chơi đầu tiên, thử thách vẽ trên sóng nước. Không phải là đặt một giấy dùng dưới nước rồi vẽ đâu nha. Bọn mình sẽ vẽ trong một cái filter sóng luôn. Sóng này nó siêu chóng mặt luôn. Ai mà vẽ đẹp nhất thì sẽ là người chiến thắng. Ok không? Ok. Nào, đến lượt mình. Đến lượt mình nha. Đến lượt mình nha các bạn ơi. Mình cùng giơ tác phẩm của mình vừa hoàn thành nha. 1, 2, 3. Đây. Rồi, hay rồi, hay rồi. Nè. Rồi. 1, 2, 3. Wow. 1, 2. Số 3. Máu hộp số 2 của mình sẽ ngon nha. 1, 2, 3. Wow. Wow. Gì vậy chứ? Ăn được có biển. Trời ơi, đâu mà ăn bò. Mình ăn được là gì? Gọi là ăn cơm à? Phần, đây là... Ui. Ui. Thanh cua là đợt nhất. Đợt nhất. Trời ơi, tuy là không có thịt thà gì cả nhưng mà thôi mình nghĩ ăn rong biển nó cũng ngon đấy. Vị ngọt ngọt mặt mặt này ăn rất là dễ ăn nhá. Ngon đấy, ăn tốt cho hệ tiêu hóa. Trời ơi, mẹ thích lẽ đúng không không nhưng mà may rất tí vừng các bạn ạ. Ăn cũng không thơm. Gọi là hơi khô. Có cơm ăn là tốt lắm rồi. Bra. Nhân biển này với cả xúc xích này. Mình may mắn nhất trong này từ trò chơi đến chọn số luôn nha. Vòng tiếp theo bọn mình sẽ chơi tung bóng nổi nha, nhưng mà tung rồi kiểu mới lạ. Bây giờ bọn mình đi tung bóng lên trên cao và bóng rơi vào đầu ai sẽ là người thua cuộc đó nha. 1, 2, 3. Ui. Tao cổ ngáo hoa hoa tự hủy luôn đó. Chỉ có mình đi nhặt ngăn nhó đấy nha. Đây đây mình ném. Mình ném. Ui. Thủng lưng rồi các bạn ơi. Yeah, mình chiến thắng rồi. Yeah. Ui, mình chiến thắng. Mình sẽ chọn số 15. Mình sẽ chọn số 3 đi. Nãy lượt số 1 mình sẽ chọn số 3 nha. Đi được số 3 sẽ là số may mắn.
chọn luôn nhá, chứ không có cho bốc luôn. Mình chọn luôn cho hai người này. Nào, 1, 2, 3. Vẫn số 1. 2. 1, 2, 3. Vừa ăn xong điểm xong, vừa lại ăn giá. Có phết được có một tí sốt của các bạn ạ. Ăn chả bó. Nhưng mà không sao, vì là có sốt mang lên là mình thấy vẫn ngon lắm ạ. Ngon, đấy. Trời ơi, cái phần ngon nhất là thuộc về mình chứ. Thôi, cá chân giòn rất là ngon đúng không ạ ơi. Bình thường mình không ăn cá đâu mà. Ăn cá này thì mình thích. Không hề một tí xương nào luôn nhá. Ăn siêu đã ngon luôn. Ôi, mình cái phần bánh mì à. Khá ngon nhờ, có được thưởng cái sốt giống như kiểu ăn bánh ngọt đấy các bạn. Vòng chơi tiếp theo, xem Mai ăn kẹo nhanh hơn nha, sẽ là người chiến thắng. Nào, trọng tài đến đi. Nào, 1, 2, 3. Đông hết. Ui các bạn ơi, vòng này mình thắng rồi. Ui đã ăn trứng nha. Mình sẽ chọn số 2. Nào cho hai người này chọn đi. Mình sẽ chọn bên số này bên này đi. Ok. Nào 1, 2, 3. Xui thật sự các bạn ơi. Nào giờ ăn vỏ trứng nào. Đúng rồi các bạn ơi, ăn không có một cái vị gì luôn. Ăn như kiểu ăn bức tường ấy. Nam ngủ ăn tường đúng không? Trời ơi, may mắn quá các bạn ơi. Mình có mang lên chương trình với một lọ muối Hảo Hảo. Ăn trứng luộc là không thể thiếu muối Hảo Hảo nha. Nào. Trứng kiểu luộc này là vừa chín vừa đó các bạn, nó không bị chín quá, ăn nó rất là ngon luôn. Dẻo dẻo ấy, không bị khô luôn ấy. Wow. Cái gì trứng bơ hả cũng ngon các bạn ạ. Ủa, làm trứng trắng xong lấy muối Hảo Hảo, ăn này nó trắng ra các bạn ạ. Theo thì quý. Hai, ba. Ê ta. Ủa sao có thể không lão? Lại thôi, 10 giây, 5 giây ít quá các bạn. Nào, bắt đầu đây này. 1, 2, 3. Mình thứ hai quả ơi, hai người này mải đấu nhau quá là có quả đâu. Yeah, mình lại thắng rồi. Này là gì đấy? Mít đúng không? Mình chọn số 1 đi. Số 1, mình nghĩ cái gì sẽ ngon nhất đấy. Nào, hai người này về để mình chọn cho luôn nha. Nào, 1, 2, 3. Lại số 3. Lại số 2. Lại số 2 các bạn ơi. Cái này chứ đấy. Số 1 này. Số 1 đây, số 3 đây, số 2 đây. Nhiều được định mạnh sẵn luôn đấy các bạn ạ. Nào. Mạnh có xếp rồi. Có, mạnh có xếp. 1, 2, 3. Ui. Happy. Ui các bạn ơi, giờ ăn hạt mít thì gì ơi. Mùi cực kỳ luôn. Mà tối nay mình còn đi chơi. Nhưng mà mình nghĩ chắc là ăn này xong thì ngày mai nó mới nhiệm màu các bạn. Cực kỳ vẫn to lắm. Mình thấy nói chung là nó chả có vị gì cả. Bùi bùi mà còn hơi đặc trưng. Trời ơi, nhân phẩm mình quá tốt các bạn ơi.
mít dính thì dày to cũng khủng luôn mà. Ăn nó ngọt xong rồi nó nhai thì dần dần. Cái mít thì đã rồi. Chưa ăn mít rồi. Nhìn nóng quá. Không thấy là ngon nè. Ở đây mình có một chiếc bánh xanh mít làm từ vỏ mít các bạn. Na mít. Không ăn được rồi. Cố lên. Mình nhai nhưng mà không được luôn. Ôi thôi các bạn ơi, chương trình dừng tại đây. Đặng. Ở vòng này bọn mình sẽ chơi nối từ nha. Ai mà không nối được sẽ là người thua cuộc luôn, ok chưa? Nào, bắt đầu từ nhớ nhỏ đi. Nào, bắt đầu từ đầu tiên đi để nối. Bóng bàn. Màn bi đa. Alo. Lô đề. Đề bài. Bài vở. Vở viết. Viết bài. Bài tập. Tập trung. Trung thực. Thực hành. Lá. Lá cây. Cây cối. Biết cái mà. Củ xay. Khánh học. Không. 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 Không gì. Không ngủ là gì? Là thóc. Thóc phải hả? Thóc hả thôi. Phải xài thua rồi. Kem trắng. Trắng tinh. Tinh khiết. Khiết Khiết đá. Rồi, thế chỉ là tên thôi. Hello, cái nào hả? Thua rồi. Thua rồi, thua rồi. Thua rồi, thua rồi, lại cho thắng nha. Thua rồi, thắng rồi. Cái đó, thủ 3 nha. Này, 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 này. Đây. Ok, nào. 1, 2, 3. Ui, ui, ui. Vẫn như thế, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Đó là không khí của trời. Không khí của mình chỉ có đúng hai này. Mình lại được ăn sô cô la này. Nhưng mà cái này lắm mà thêm một tí sữa uống cùng nữa thì ngon tuyệt vời luôn. Mặc dù thiếu kem hay là cảm giác hơi khô các bạn. À, mình biết rồi. Dạ. Yeah. Cho hai vỏ thì sinh nhật nốt lớp kem nhá. Ok. Hold up. Quá. Wait a minute. Chào. Linh. Linh nha. Linh nha. Linh nha. Đan dựa. Khỏi xin luôn các bạn. Tiếp trò như nào rồi? Cho vào mồm mến. Ăn nguyên lớp kem nó siêu ngậy với béo luôn. Như vậy là thử thách của mình đã kết thúc rồi các bạn ơi. Mình thấy là hôm nay mình rất là may mắn nha. Tội quá nào một ngàn rồi. Mình phải ăn cả vỏ mít. Mình chưa thấy mình đang phải ăn vỏ đi. Không, mình không phải ăn một cái vỏ nào luôn các bạn ơi. Đấy là do nhân phẩm cả đấy. Và May cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến hết video của May. Hãy tặng cho May một like và nhớ bấm đăng ký bên dưới, bật chuông báo lên để nhận thật nhiều thông tin cho May khoai tây nha. Còn bây giờ tạm